một người dân đã quay phim được hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại chung cư Golden Land ở số 275 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, khiến một người bị thương nặng vào khoảng 18 giờ ngày 4 tháng 12 năm 2020. Theo thông tin từ một số cư dân, chung cư Golden Land do Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy làm chủ đầu tư. Khoảng 18 giờ chiều 4 tháng 12, ông Nguyễn Anh Cường, 53 tuổi, cư dân sinh sống tại tòa B, đi từ thang máy tại tòa B ra, bước hụt chân, bị rơi từ tầng 2 xuống sàn dưới với độ cao từ 5 đến 6 mét. Ngay sau khi phát hiện vụ tai nạn, người dân đã gọi cấp cứu đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, gãy chân, tay, mất nhiều máu. Tại hiện trường ghi nhận, thang máy được thiết kế lắp đặt cửa ra các tầng hầm B2, B1, 1, 2, 3 và 4. Tại cửa ra thang máy ở tầng 2 là một hành lang rộng khoảng 80cm. Tuy nhiên, hành lang này không hề có lan can bảo hiểm hay cảnh báo che chắn nào. Theo một số người dân, nạn nhân Cường đi từ thang máy tầng 2 ra, do không có lan can hay cảnh báo nguy hiểm nên bước hụt chân rơi xuống. Đáng chú ý, nhiều cư dân chung cư Golden Land bức xúc cho rằng thang máy mà nạn nhân Cường bước ra khu vực hành lang không có trong thiết kế ban đầu của tòa nhà. Thiết kế thang máy giống như được tận dụng, cơi nới phục vụ cho một số phòng ở tầng 3 và 4. Cư dân bày tỏ sự nghi ngờ chủ đầu tư tòa nhà đã tận dụng tầng kỹ thuật để cho thuê văn phòng, cơi nới thêm thang máy. Do đó, nhiều cư dân đề nghị cơ quan chức năng làm rõ thang máy này có được cấp phép hay không. Tại là sau khi mà cái tai nạn của anh Cường xảy ra, thì thang máy tại điểm dừng tầng 2 là chủ đầu tư đã khóa và không bấm được nữa. Giờ chỉ còn bấm B1, B2 và tầng 1. Đấy, tầng 3, tầng 4. Riêng tầng 2 là không bấm được nữa nhé. Cơ quan công an sau đó đã niêm phong khu vực hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Theo tìm hiểu, chung cư Golden Land tại số 275 Nguyễn Trãi có 5 tòa nhà. 3 tòa cao từ 25 đến 27 tầng đã hoàn thiện, sử dụng được khoảng 5 năm. Một tòa trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng, một tòa nhà ở cao tầng. Đây là dự án đầu tay của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy tại Hà Nội, được coi là chung cư cao cấp. Nhưng thời gian qua, cư dân không ít lần phản ánh với báo chí về chất lượng công trình, dịch vụ, xây dựng sai thiết kế, quy hoạch.